giới thiệu các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên màn, các bạn nhìn này, đây con K này. Đấy. Q này. G này, 10 này, 10 là cái hình dấu cộng này. 9 này, móc chìa khóa này. 7 này. 8 7 này, 6 này. 5 này. 4 này, 3 này. 2 này, áp này. Với cái sản phẩm này các bạn có thể nhìn thấy cả chất bài nhá. Đây là con K ca cơ. Đây các bạn nhìn cái dấu chấm đây chưa? Chấm bên phải là con ca cơ. Chấm bên trái thì là con rô, còn chấm gạch ngang ở trên là con chuồn, con tép ấy. Ui, đấy, 10 này. Nhìn rõ nét chưa? Các bạn chơi bài mà như chơi bài ngửa như này thì rất ok luôn. Đây là mình đeo quay kính thử camera nhá, còn nếu bạn đeo mắt kính áp tròng thật nó gõ gấp 10 lần luôn. Đây con ca này, con ca chuồn này, ca tép này. Đấy. Ui. Mình cho các bạn xem con rô nha, đây con rô đây, rô là đánh dấu bên này này, con 10 rô này. Các bạn lưu ý cho mình là con 9 và con 10 là con 9 thì dấu cộng, con 10 là cái móc con 9 thì là cái móc chìa khóa, con 10 dấu cộng như này nhá, đây. Con 10 này, con 9 này. Đấy, tại sao phải làm như vậy để nó phân biệt con 6, đôi khi nó mới lộn. Đấy, con 6 là rõ ràng là con 6 này. Đấy thì bỏ ra, bỏ kính thử ra thì nó như bình thường này. Đấy. Thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Trước mặt các bạn cái hộp đỏ đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Đây mình sẽ qua cho bạn xem này, cái cấu tạo của kính nhá. Đây. Bên trong cái hộp kính Mỹ 9D này nó sẽ bao gồm một cái lọ đựng mắt len này, một cây đeo. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem luôn này. Đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Khi các bạn chơi ạ, là các bạn đeo cái kính áp tròng vào mắt là các bạn nhìn thấy bài bên nhà mình, thì các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Cái này rất là dễ đeo. Cái ưu điểm của kính áp tròng 9D nhìn xuyên bài là êm này, không đau mắt, không cộn mắt. Đấy, và rất là bền luôn. Các bạn có thời gian sử dụng vài năm luôn vẫn ok. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đấy. Khi lấy ra, bạn đặt trên cái cây đeo như này, các bạn áp vào mắt, đấy là bạn nhìn thấy bài như vừa rồi luôn. Đấy, cái này rất là êm, ưu điểm của nó là đeo êm mắt, không đau mắt, không còn mắt, và thời gian sử dụng được dài. Đấy thì cửa hàng mình có hai trụ sở chính, đấy, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để mà các bạn thử test về cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì ngoài cái kính Mỹ 9D thì bây giờ mình còn phân phối những kính nhôm hổng gỗ của Nhật như này. Đấy. Đấy. Và kính Mỹ hộp gỗ. Đây là cái sản phẩm này, nó rẻ hơn nhưng đeo vẫn ok. Đấy, đeo cũng rất là hiệu quả luôn. Thì về cái mẫu bài ấy, thì có rất nhiều các bạn hỏi là bài nhìn ngoài chợ cái kính này có nhìn thấy không? Mình nói luôn là không nhìn thấy nhá. Bài là phải bên nhà mình cung cấp. Nhưng bài bên nhà mình cung cấp đã được xử lý qua công nghệ thì chỉ bài nhà mình cung cấp thì mới nhìn được không? Thế bài có rất nhiều mẫu, chẳng hạn như cái mẫu phổ thông như này ở đâu đánh là đó là 2K2001, hay đọc đúng của nó là DBK2001 này. Đấy, các nhìn thấy chữ 2001 này. Và bài N2019 này, rồng đỏ này, rồng vàng này. Đấy, bài kim cương. Các anh em ở nước ngoài thì bên mình còn có những cái bạn mẫu bài nhựa. Bài nhựa như này. Hay bài radio như này. Và ở khu vực miền Tây thì có những cái mẫu bài đây bài đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Hay bài sải quạt. Thì các bạn cứ qua trực tiếp hai trụ sở ở Sài Gòn, Hà Nội nhá, để các bạn test luôn. Còn không thì qua thì mình sẽ gửi đường ở bưu điện. Đừng xe vào các bạn nhá. Ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái máy đánh bài mã vạch. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu các bạn con máy đánh bài CAC700. Đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn. iPhone 13 Pro nha. Và CVK 680S. Đấy. Nguyên trang trên nền iPhone 8.
và một con máy bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nhé. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy bài CAC 700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nhé. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây liêng, sâm phẩm, chẵn, ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hờn, ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này. Tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho. Về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa thì các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây. Cái chiều camera của nó là các bạn đặt bên này nhá. Đây tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy. Rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này, đây 4 số 4 này 9 điểm này. Đấy. Báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà còn lại là không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây tôi sẽ tăng một người chơi lên tôi test các bạn này. Đấy các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Bài để ngang dọc không quan trọng thì 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy 33 này chắc chắn 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại không qua rồi. Bây tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh Ấn Độ. Test cho bạn cái máy bài CAC 700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. À, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bán vất bán một nhà lớn nhất nhé. Đây. Đặt này, đặt thảm báo này. Cắt này. Đấy. Bình Ấn Độ này. Máy 34 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây. 98 này. Đấy. Đây là binh Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà còn lại chắc chắn không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế. Từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó nha. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy nhé. CVK 900. Đây. iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy này. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy. Rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài con máy bài CVK 900. Tôi để 4 người chơi và báo
một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 thế là nhà lớn nhất. 1, 2, 3 là bao nhiêu này? Nhà 3 9 điểm rồi này. Đây. Đấy, báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này. Các bạn thấy tốc độ của bài của nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây. Đây là con máy bài CVK 680S này. Được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn có thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này đấy. Tôi sẽ đánh các bài, các bạn muốn bài liêng nhé. Đấy, 5 người chơi tôi để chế độ làm báo hai nhà lớn nhất môn liêng. Đây. Đấy. Bài báo 1-3, 5 người chơi. Tôi cài đặt lại này. 1, 2, 3. Nghe máy để được 6 người chơi, mình chia 5 người. Đây. Máy báo 1, 5. 1, 5 này, 1 là 9 điểm này. Đấy. 2, 3, 4, 5 này, 5 này, nhà số 5 này là 7 điểm này. Đấy, nhà số 5 là lớn nhì này, đến những nhà này thì chỉ có 3 thôi, 4 điểm thôi. Đây, nhà 5 này. Đấy. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn, đây, nhà này 1 điểm. Đấy, tiếp theo là cái máy Samsung. Đây. Đây là một cái máy Samsung này. Tôi test luôn cho các bạn cái tốc độ báo bài con máy này. Con này là máy đánh bài tầm trung tiền đấy nhá. Đấy, không phải cao cấp. Nhưng đánh cũng rất là ok luôn. Tôi để số người chơi là 4 người chơi. Và để test môn bài cào, tôi sẽ test cho các bạn môn bài cào nhé. Môn bài cào mình làm nó gần dạng như đánh môn liêng của mấy bác. Đấy. Máy báo 1 là 1 chắc chắn là lớn nhất rồi. Đây là bài cào nhé. Đây. Năm điểm nhưng mà lớn nhất. Đấy. Đây nhà nào gọi là bù rồi, nếu đánh ba cây ok, thì đây là bù này. Đấy. Đây có 3 điểm thôi. Đấy, lớn nhất luôn. Đấy, máy rất là nhanh luôn. Đấy, máy tầm trung với báo cực nhanh luôn. Thì các bạn mua hàng, các bạn có thể qua trực tiếp. Giới thiệu các bạn cái kính áp tròng trên màn, các bạn nhìn này, đây con K này. Đấy. Q này. G này, 10 này, 10 là cái hình dấu cộng này. 9 này, móc chìa khóa này. 7 này, 8, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này. Với cái sản phẩm này các bạn có thể nhìn thấy cả chất bài nhé. Đây là con ca cơ. Đây các bạn nhìn cái dấu chấm đấy chưa? Chấm bên phải là con ca cơ. Chấm bên trái thì là con rô. Còn chấm gạch ngang ở trên là con chuồn, con tép ấy. Ui, đấy, 10 này. Nhìn rõ nét chưa? Các bạn chơi bài mà như chơi bài ngửa như này thì rất ok luôn. Đây là mình đeo quay kính thử camera nhá, còn nếu bạn đeo mắt kính áp tròng thật nó gõ gấp 10 lần luôn. Đây con cà này, con cà chuồn này, cà tép này. Đấy.
quy này. Mình cho xe, cho xe à, cho các bạn xem con rô nhá, đây con rô, đây rô là đánh dấu bên này này, con 10 rô này. Các bạn lưu ý cho mình là con 9 và con 10 là con 9 thì dấu cộng, con 10 là cái móc à, con 9 thì là cái móc chìa khóa, con 10 dấu cộng như này nhá. Đây con 10 này, con 9 này. Đấy, tại sao phải làm như vậy? Để nó phân biệt con 6, đôi khi nó mới lộn. Đấy, con 6 là rõ ràng con 6 này. Đấy thì bỏ ra, bỏ kính thử ra thì nó như bình thường này. Đấy. Thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Trước mặt các bạn cái hộp đỏ đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Đây mình sẽ qua cho bạn xem này, cái cấu tạo của kính nhá. Đây. Bên trong cái hộp kính Mỹ 9D này nó sẽ bao gồm một cái lọ đựng mắt len này, một cây đeo. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem luôn này. Đây là kính Mỹ 9D trên bài. Khi các bạn chơi đó, là các bạn đeo cái kính áp tròng vào mắt là các bạn nhìn thấy bài bên nhà mình, thì các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Cái này là rất là dễ đeo. Cái ưu điểm của kính áp tròng 9D nhìn xuyên bài là êm này, không đau mắt, không cộn mắt. Đấy, và rất là bền luôn. Các bạn có thời gian sử dụng vài năm luôn vẫn ok. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đấy. Khi lấy ra, bạn đặt trên cái cây đeo như này, các bạn áp vào mắt, đấy là bạn nhìn thấy bài như vừa rồi luôn. Đấy, cái này rất là êm, ưu điểm của nó là đeo êm mắt, không đau mắt, không còn mắt, và thời gian sử dụng được dài. Đấy thì cửa hàng mình có hai trụ sở chính, đấy, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để mà các bạn thử test về cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì ngoài cái kính Mỹ 9D thì bây giờ mình còn phân phối những kính nhôm hổng gỗ của Nhật như này. Đấy. Đấy. Và kính Mỹ hộp gỗ. Đây là cái sản phẩm này, nó rẻ hơn nhưng đeo vẫn ok. Đấy, đeo cũng rất là hiệu quả luôn. Thì về cái mẫu bài ấy, thì có rất nhiều các bạn hỏi là bài nhìn ngoài chợ cái kính này có nhìn thấy không? Mình nói luôn là không nhìn thấy nhá. Bài là phải bên nhà mình cung cấp. Nhưng bài bên nhà mình cung cấp đã được xử lý qua công nghệ thì chỉ bài nhà mình cung cấp thì mới nhìn được thôi. Thế bài có rất nhiều mẫu, chẳng hạn như cái mẫu phổ thông như này ở đâu cũng đánh là đó là 2K2001, hay đọc đúng của nó là DBK2001 này. Đấy, các nhìn thấy chữ 2001 này. Và bài N2019 này, rồng đỏ này, rồng vàng này. Đấy, bài kim cương. Các anh em ở nước ngoài thì bên mình còn có những cái bạn mẫu bài nhựa. Bài nhựa như này. Hay bài radio như này. Và ở khu vực miền Tây thì có những cái mẫu bài đây bài đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Hay bài sạch quạt. Thì các bạn cứ qua trực tiếp hai trụ sở ở Sài Gòn, Hà Nội nhá, để các bạn là test luôn. Còn không thì qua thì mình sẽ gửi đường ở bưu điện. Đừng xe vào các bạn nhá. Ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái máy đánh bài mã vạch. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu các bạn con máy đánh bài CAC700. Đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn. iPhone 13 Pro nha. Và CVK 680S